Tại Facebook target hiệu quả thì đặt một dòng target hay đặt mấy dòng hả anh? Để chạy Facebook hiệu quả thì chúng ta để trống cũng được, một dòng cũng được, đấy, hai dòng cũng được, ba dòng cũng được. Tất nhiên là không nên quá ba từ khóa. Không có một cái quy luật cố định nào cho việc là chúng ta nên để một từ khóa, hai từ khóa hay ba từ khóa hay là nên để trống đâu, mà nó sẽ phụ thuộc với từng sản phẩm, phụ thuộc vào cái hiệu quả khi các bạn chạy. Ví dụ các bạn thả rộng, chạy rộng thì nó có chốt đơn tốt hay không, tỷ lệ chuyển đổi nó có cao hay không, hay là ra được rất nhiều tin nhắn nhưng chốt đơn không tốt thì lúc đó các bạn lại phải cải thiện. Còn đối với những cái sản phẩm giá cao hơn, cái câu chuyện ở đây không còn là quan trọng là mấy từ khóa, mấy dòng, và cái câu chuyện ở đây bây giờ các bạn xác định đúng được chân dung khách hàng và các bạn làm thế nào các bạn target được đến đúng họ, và lúc đấy nó khó rất nhiều. Những cái sản phẩm giá trị cao mà đánh vào một ngách cụ thể, cho nên là không có một cái quy luật nào nhé, không thể đo lường được là để một nó hiệu quả hơn, để chống hiệu quả hơn, hay để hai hay để ba hiệu quả hơn đâu các bạn. Tại vì cái đấy các bạn hình dung là như thế này này, tất cả các tệp ở trên Facebook, các tệp từ khóa mà các bạn đang target vào nó đều trùng lặp hết với nhau. Facebook nền tảng nó có một cái rất là hay, nó là nó hơi lừa chúng ta một xíu, đó là giả sử như là các bạn bán một cái sản phẩm gì đó, các bạn đánh một tệp sở thích là spa đi và một tệp khác các bạn đánh sở thích là cắm hoa hoặc là thú cưng gì đó đi, thế thoạt nhìn chúng ta sẽ tưởng là chúng ta đang nhắm đến hai đối tượng khác nhau, nhưng mà khi các bạn vào phân tích tệp đối tượng trùng lặp với nhau ấy, các bạn sẽ thấy là nó trùng nhau có khi là 70-90%, thậm chí hơn 90%, tức là giao nhau trùng nhau quá nhiều, nó chỉ khác nhau cái từ khóa thôi. Khi mà các bạn mà target nhiều về bản chất ấy là nó chỉ hỗ trợ điều hướng quảng cáo thôi, chứ nó không có ý nghĩa là chắc chắn 100% là hướng tới cái tệp đối tượng khách hàng chất lượng cho các bạn đấy. Còn tất nhiên cái khi mà các bạn target nâng cao dành cho những cái sản phẩm cao cấp, các bạn dùng những cái phương pháp nó sâu hơn thì tôi không nói, nhưng mà đây tôi nói đến việc target gọi là thuần đơn giản, điền vào cái ô là target của các bạn là một vài cái từ khóa sở thích và hành vi nhận quà khẳng định các bạn luôn, và các tệp nó đều trùng nhau.